歌。Đem đây, đem cầm. Miếng gì nào? Cái xăng lập thì chờ. Ăn đồng đấy. Thì cắt mà dừa mà. Thì là cả lá chiều mà. Bài không mà phải không? Cháu ơi. Đi cả nào còn mà kiếm. Bài hết. Cứ ngủ. Khi mình ngoài mà cả cháu rồi mình thì hứ. Mình đưa mình màu à? Ừ. Tự nhiên là chắc cũng thế thôi. Lên lâu rồi à? Em được lên đường nữa. Mở cửa đấy, thế nào rồi? Thế nào, mở cửa đấy nào. Biết hối cải chưa? Rồi, đi vào đây. Cô làm gì nhá? Thế bây giờ về còn đánh vợ nữa không? Cái đấy là của tôi, do cái quyền của tôi chứ anh cũng buồn cười. Thế mà là gia đình nhá. Thôi là quyền của tôi thôi. Rồi, thế hai vợ chồng về đi. Anh cứ cho về nhá, đứng lại đánh vợ nhá. Đánh là do tôi, kệ ông.
đi xin cảm ơn. Vào ngày 30 hình quân đấy hài lòng ấy hài lòng là không hài lòng thì bắn rồi cả khăm rồi đấy lâu sai nhưng lâu thì xong cả sai cả lắm nhưng mình đang sai bốn bằng khác ngày rồi sóng ngồi chỉ tìm hiểu đây xong là bà là cứ không như thế này thế kia. Vâng, người tôi lão, tự nhiên bắt thì không quên nó bắt vậy. Cháu mình cẩn thận đấy. Đã quay xong là chắc nghĩa chứ, vất vả kêu cảm nhận. Mà sang bố tôi giò mờ thôi. Quá đáng. Nghĩ cho mọi chứ không? Đây, mờ nhà chắc ghen thì mờ thế này thế kia thế nhìn mới chắc ghen à. Ghen lắm rồi, đừng ghen bực. Tôi chắc là nó ích kỷ cả bản thân rồi, cứ nghĩ ở phần này thôi. Thế cơ hội của bây giờ... sốt sắp 2 rồi á. Đó là cơ hội của bây giờ mà ấy sốt chứ không? Phải mà sốt không? Thân thân mình mà. Mì đang cắn đây. Nhiều lắm, nhiều lắm nó cắn. Được cái chứ, nhiều lắm, cắn với cắn đi. Bố là chắc. Bố cái đánh đi. Được chắc. Chuyện này nó chắc đấy, cần khác của chắc đấy không, cần chắc nó cắn thì làm. Có lần mà bởi cái tí nó bố. Mà khi đó thì tưởng ngon, mà còn nghe ngon rồi. Nếu như mà bầu tôn trọng ngon mà có 15 tả vậy rồi. Thế bằng hộp quá đáng con. Chứ sao mời chứ nạ. Nghe chỉ chỗ. Nhưng mà gần cơm mìa cho nó thì kia mới đo tiền tử mìa. Chứ biết mình nó đỡ tiền tử đấy, thóng cơn hát rú về tiền tử bư. Bắt tiền tử kia bư em. Đó cho ạ. Giải thích là giải thích mà, lân là lân mà. Chỉ phải đánh thôi, miếng mì cà lăng hơn. Cái lúc mì cà lăng mà miếng hôm mình cà lăng mà là vừa. Thì mở dữ hơn vậy. Không mì cần á, nương tử được hơn không mà ấu thùng. Quá mà nâng mì cà lăng mông. Ở xuống hơn mời hai đồ một kiểu phương mà dữ đấy. Mới vào một cái thôn nghe nhưng mà khừa lão thấu cần khừa lão thúng đồng cấp cánh không đồng cấp không lâu nghỉ đại rồi lâu đối xử thế nhiều không thứ. Quyền càng để tập gì á, nhị quyền càng để xúc phạm. Cứ với mi. Thế thua là để hết cái nảnh. Tớ biết ăn. Và hợp tấm nhị quyền. À viết, cứ viết gia đình câu rồi. Văng vài rồi xôi xe đúng không em? Mà tự nghĩ là chồng. Mà đối xử với nó kiểu thương.
đồng ý là cô cũng đi sai. Quá sai chứ còn gì nữa. Sai từ lúc đầu rồi. Học càng ngày càng sai bờ. Bây lại nữa không phải rồi, quá sai đấy. Bây thường mà bây. Bây bây mà ấy, mà rú ấy. Rú ấy em chưa không? Mà con cũng ốm. Ốm. Ừ, chính vì ốm mà nhỉ. Mà chồng thế mà lúc hẳn mập về hở mập vừa mới mà lên vậy nghề sáu hai mà mười chứ lên ôi biết quyền lắm ơi này là lúc cấu biết quyền lắm cấu thế là kề cấu vâng bè lão vườn. Cháu còn phải cẩn thận đấy. Mày không thể con có mưa mưa đấy.
mua nghĩ là mít cần phải đi tiếp đó. Có phải đưa về không? Không, không cần đâu. Tí nữa lại mất công. Ừ. Cái này tối. Cảm ơn anh nhé.